này. 54. Nguyên này. 504. Kia rồi. 602. Kia rồi. 602. Khả năng mày hỏi thằng nghĩa thì nhiều. Dạ. 602 đấy. Kia rồi. Vừa nãy là 6 con kia thì thằng Nguyên nó đéo hiểu gì, đúng thằng này đéo phải chuyên ngành. Cái này là 6 con. Đấy là anh còn ngại thằng Minh với thằng Kiệt bên kia nên anh phanh đấy. Cái chi hôm nay anh nghĩ muốn uống hết một cái này anh ấy mới nghỉ. Chơi đi anh. Uống nhiều sân nghiện không nhỉ? Nghiện ngay đấy. Uống đẹp da, anh da nó hồng. Đồ điếc hàng họ nó hồng hết cả lên. Đang tuổi yêu thì nó phải hồng như chứ. Phải hồng. Anh em tôi đang đi ăn tối. Nghe công việc xong sớm ăn tối để sức để tí nữa ngồi trông bóng cho anh em này. Tư vấn kèo bóng cho anh em trận 2 giờ. Hôm nay đá hơi muộn, sớm nhất là trận 2 giờ. Euro 2 ngày hôm nay đá hơi muộn, 2 giờ thì đá rồi. Tối nay theo ai anh theo ai thì nhắn tin qua Zalo nhá. Zalo nhá, 0928098 nhá. 150 anh em. Em bổ xẻ đi, xẻ lên 200 đi. Chào Mai Linh. Anh em nghe rõ không? Mạng có ổn không? Cày quá anh em. Thôi. Cày quá. Thôi. Tư tưởng em đầu bên này nó hơi cay. Mấy hôm trước đây là tôi hơi bị đau dạ dày. Cay. Bên này nước cay, bên này nước cay. Thôi rồi tôi chỉ ăn bên này thôi, bên này cay quá. Hôm trước ăn cay nhiều quá đau dạ dày luôn. Mới uống thuốc khỏi xong ấy. Đấy, bắt kèo là nhắn tin qua Zalo nhá. Nhắn tin thẳng qua Zalo nhá. Hello bạn Hưng Hải Phòng. Nhắn tin thẳng qua Zalo nhá. Hưng đang làm gì đấy bạn? Nghe nó mới giống miếng phô mai này, miếng phô mai cho phô mai đi anh. Nên hôm nọ anh thấy thằng Lâm nó đưa anh đi ăn bánh bao cho nó khác. Ba ba. Ăn thử. 4.3. Ngon lắm anh em, mấy anh em ạ. Bánh bao nó đặc sản ở Trung Quốc rồi. Mẹ nó không có hay gì ạ. Ngon. 3.4 nữa anh mở luôn. 4 đấy thì người ta có phải đâu lại. Làm đảo ơi, tôi đã nhờ lại quá này, tôi làm uống bia. 4.5. Ok, cảm ơn bạn yêu nha. Nhưng mà 5.5 mà. Đây là 6 con. 5 con đi ạ. Tôi đang ở Trung Quốc nặng này. Có như là ở đâu? Thế là một là được cộng thêm một chàng có gì nhắn tin qua Zalo cho anh nhé. Zalo anh ghi bên dưới này. 928099 thì cái đó nha. Bánh bao đi anh. Bánh bao đi cho bổ bánh bao. Mấy giờ tối thằng Nguyên đưa anh đi ăn mấy cái này. Ngon. Vâng. Bây giờ nó hôm ăn cả hoa thật là. Anh cho anh nhắn tin Zalo đi em. Đúng đấy. Anh đang kiểm tra cho anh em là nhắn tin phần kèo thì nhắn tin vào Zalo này. Cảm ơn anh Zep luôn nhá. Ra đẹp lên xăm nhìn. Ok, cảm ơn em.
là của một trong những thợ xăm VIP nhất cho gầu ở tốt Hà Nội ấy. Cho gầu 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 ăn giòn mà không ngon. Này vào chuồng luôn này. Có gầu đấy ở đây. Cho vào chuồng luôn. Báo cáo này. Quý tối này. Đấy, vào chuồng luôn nhá. Anh bảo là bao nhiêu là tôi cho vào chuồng luôn. Đấy. Đấy. Vào chuồng luôn này. Đấy. Trên Facebook của tôi là không có những ngày còn mà gọi là ối ôi nhá. Hay lắm, mày để cày lắm. Anh Long ơi, cày lắm rồi. Bên cùng tuần này đang là đêm. Tôi hiện tại giờ đang là đêm. Nó cách giờ Việt Nam một tiếng thôi. Cách giờ Việt Nam một tiếng hết. Lấy ở đây à? Trong đấy không cần. Trên mặt được. Đủ rồi chứ. Cái này cũng đi rồi đấy. Ok, tiếp viên anh em nào nhờ lấy kẹo đi nhân đi qua Zalo nhá. Phòng live stream riêng mà phòng nghe ngồi ăn trên mặt riêng. Hôm nay phải cao cây ở trên sàn đấy. Bố như cao rồi. Hai bán hết tiền rồi, anh làm được 1.000 thôi, bố xin đấy. Bố anh em nhá. Bảo khách ở đâu vậy? Hay rồi, có phải khách Trung Quốc? Là 3 con 5 người. Có 2 bán đâu. Mời ông làm một câu không? Cái này mình bạn như là nó cũng quá mà.